Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn KIC dự án qua network nha các bạn. Thì để KIC được thì các bạn cần click phần link mô tả của mình, các bạn đăng nhập vào tài khoản qua network của các bạn nha bạn. Rồi sau đó các bạn nhập vào ba chữ cái cùng rồi. Các bạn nhập vào một KIC nè, xác minh KIC nha các bạn. Đây thì feed name last name thì nó tự động cập nhật cho các bạn nha bạn. Còn đây thì ngày tháng năm sinh các bạn. Rồi đây thì các bạn điền ngày tháng năm sinh của tất cả các bạn nha bạn. Gạch năm, gạch tháng, gạch ngày. Username Telegram của tất cả các bạn thì các bạn điền vào các bạn. Thì các bạn copy username Telegram của tất cả các bạn. Các bạn vào setting copy username mình nha bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Ở đây thì mình ghi là năm 1991. Và các bạn 1991 sẹt tháng 6 sẹt 22. Tiếp tục đây, dòng này là địa chỉ của các bạn nha các bạn. Địa chỉ của mình thì các bạn ghi, các bạn ở đâu thì các bạn ghi ở đó các bạn. Ấp Thành Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang. Dòng địa chỉ thứ hai các bạn cũng ghi luôn, cũng tương tự nha các bạn. Ấp Thành Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang nữa. Các bạn sống thành phố nào thì các bạn điền vào thành phố đó các bạn. Mình sống ở thành phố Châu Đốc luôn. Tiếp tục quốc gia thì các bạn chọn vào quốc gia Việt Nam các bạn. Rồi mã bưu điện thì các bạn lên Google các bạn search mã bưu chính 63 tỉnh thành nha các bạn. Mình là 90.000. Trạng thái thành phố, trạng thái là gì ta? Status này là thì các bạn ghi cho mình là Việt Nam nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chọn hình ảnh là passport nè, ID card và bằng lái xe các bạn. Thì các bạn chọn ID card nè. Sau đó các bạn tải lên một cái bức ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước các bạn. Rồi sau đó các bạn tải lên một giấy chứng minh nhân dân mặt sau các bạn. Và sau đó các bạn tải lên một bức ảnh các bạn có một bức ảnh, tất cả các bạn cầm một tờ giấy có ghi chữ là vicoone.com các bạn. Và chứng minh thư của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn tải lên nha các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nè. Rồi các bạn bấm pass verify nha các bạn. Vì mình chưa có ảnh nên mình chưa có thể nào mà ấy được các bạn, tải được. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn KIC dự án qua network đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ nhé.